Ký ức của ông tôi dần bị khỏa lấp bởi những mảng trắng. Bố ơi, con dìu bố vào ăn trưa nha. Ngày qua ngày, mọi thứ trong mắt của ông trở nên nhạt nhòa. Ánh nhìn giờ đây chỉ hướng về nơi nào đó vô thức. Hôm nay trời nắng đẹp bố nhỉ. Con nấu món canh bí mà bố thích ăn đấy. Nhớ ngày xưa bố dạy con nấu canh bí với tôm không? Mà hay ghê, thằng Tích nhà mình nó cũng chỉ thích ăn canh bí nấu với tôm thôi. Đúng là ông cháu giống nhau. Có một lần mọi người nhận ra dường như ký ức của ông được gợi về sau mỗi lần trò chuyện với tôi. Kể từ đó, cuộc gọi lúc 3 giờ dần trở thành một thói quen. Bố hay quá ha, con gái bố ngày nào cũng ở cạnh bố. Mà có lúc bố còn chẳng nhớ. Thế mà ngày nào bố cũng nhớ gọi điện cho thằng Tích. Đây nè bố. Hi, con chào ông, con chào mẹ. Ông và mẹ đợi con một lát. Hôm nay ông thế nào rồi ạ? Ông và mẹ có khỏe không? Con thì rất là nhớ ông. Ông có nhớ con không? Ở bên đây thời tiết lạnh lắm ông à. Cảm ơn con nhiều nha. Nhờ sáng kiến của con mà bệnh tình của ông thuyên giảm nhiều lắm. Công nghệ được sinh ra là để nối liền những khoảng cách. 4G Viettel, khi công nghệ tiến lên phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.